cơn ác mộng Futoshi Matsunaga, vụ án thao túng giết người cực kỳ tàn bạo trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Nhật Bản, một quốc gia nhỏ bé, tài nguyên thì nghèo nàn, nhưng có nền kinh tế cực kỳ phát triển. Người ta thường nghĩ đến Nhật Bản như một đất nước yên bình với nền văn hóa lịch lãm và tôn thờ gia truyền. Nhưng bên dưới sự hòa nhạc của những giai điệu và ánh đèn lấp lánh còn tồn tại những bóng tối khủng khiếp. Không ai khác, chính Futoshi Matsunaga và đồng phạm của hắn Junko Ogata đã để lại một dấu ấn đen tối trong lịch sử đất nước mặt trời mọc. Đảo hòa, thông minh, có khả năng thao túng tâm lý người khác, nhưng hắn lại vận dụng những tài năng trên để lừa đảo, tra tấn dã man các nạn nhân và giết người hàng loạt, trong đó có cả trẻ em. Đó là những tội ác kinh hoàng mà Futoshi Matsunaga đã gây ra. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng Sơn Huyền Bí khám phá câu chuyện kinh hoàng về Futoshi Matsunaga, vụ án thao túng giết người cực kỳ tàn bạo trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1961, tại thành phố nhỏ Yanagawa thuộc tỉnh Fukuoka của Nhật Bản đã sinh ra Futoshi Matsunaga, kẻ sau này đã gây ra một vụ thảm sát giết người được coi là ám ảnh và tàn bạo nhất trong lịch sử tội phạm của Nhật Bản. Matsunaga là một học sinh chăm học và hiền lành dưới ánh mắt của thầy cô. Thế nhưng thời kỳ niên thiếu của hắn lại xảy ra vấn đề. Matsunaga kết hôn rất sớm, 19 tuổi đã quyết định lập gia đình và có một cậu con trai. Tuy nhiên, Matsunaga vốn là một kẻ phong lưu và đào hoa, vì vậy sau khi kết hôn, Matsunaga không hề chung thủy, hắn qua lại với 10 người phụ nữ khác nhau. Cuộc sống của Matsunaga bắt đầu thay đổi vào năm 1982 khi hắn ta gặp gỡ và trở thành tình nhân của Junko Ogata, một người phụ nữ lớn hơn hắn 2 tuổi. Năm 1984, Matsunaga muốn kết hôn với Ogata, nhưng người mẹ, bà Shizumi không chấp nhận vì cho rằng hắn ta đang rủ rỗ và lừa dối con gái mình. Chính vì điều này đã khiến Matsunaga nổi giận và cưỡng hiếp bà. Sau đó, Matsunaga rời gia đình và thuyết phục Ogata rằng gia đình cô rất ghét cô, khiến cô rời gia đình mình và sống với hắn như vợ chồng vào năm 1985. Năm 1986, Matsunaga thành lập một công ty kinh doanh bất động sản có tên Won. Với sự tiếp tay của Ogata, Matsunaga đã lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu yên, tức là hơn 37 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Một số nhân viên trong công ty đã tìm cách ngăn cản việc làm của hắn, nhưng đã bị hắn ta đánh đập, tra tấn bằng cách trích điện vào người. Sau đó, sự việc được trình báo với cảnh sát. Đến năm 1992, để tránh bị bắt, Matsunaga dẫn Ogata trốn khỏi thành phố và liền bị cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong thời gian trốn chạy, Matsunaga đã sống trong một căn hộ chung cư ở thành phố Kitakyushu. Hắn đã gặp một người phụ nữ đã ly dị và có 3 con. Nhận thấy đây là con mồi béo bở, hắn lên kế hoạch lừa tình và tiền người phụ nữ này. Tháng 4 năm 1993, Matsunaga dụ dỗ cô ta và nói rằng Ogata chỉ là em gái và hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ, đưa lên Tokyo sinh sống. Sau khi lừa lấy của người phụ nữ này tổng cộng 11,8 triệu yên, với sự giúp đỡ của Junko thì Matsunaga đã không ngần ngại giết chết nạn nhân và vứt xuống biển. Ngoài ra, một trong 3 đứa con của người phụ nữ kia đã chết một cách bí ẩn vào tháng 9 năm 1993. 2 đứa con còn lại sống với người cha nên an toàn. Vào thời điểm đó, cảnh sát tin rằng Matsunaga chính là hung thủ giết chết người phụ nữ kia và con của cô, nhưng không đủ bằng chứng để kết tội hắn. Sau khi có tiền trong tay, Matsunaga liền thuê một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Kitakyushu để cùng sống với Junko. Trong thời gian sinh sống ở đây, Matsunaga làm quen với Kumio Toreza, một tên tội phạm đến từ thành phố Kyoto đang trốn tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Kumio cũng thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của Matsunaga. Biết Kumio Toreza nhẹ dạ cả tin, Matsunaga nói dối rằng mình có phương pháp kiếm tiền rất nhanh, rồi cả hai dần trở thành thân quen. Kumio không ngần ngại kể cho Matsunaga nghe về quá trình phạm tội của mình. Ngay sau đó, Kumio đã bị tên Matsunaga phản bội và tống tiền bằng cách buộc phải đưa tiền nếu không muốn bị tố cáo với cảnh sát. Sau khi chiếm đoạt 4,5 triệu yên của Kumio, hắn giam cầm luôn anh và cô con gái của anh. Không những thế, Matsunaga còn tra tấn Kumio bằng cách trích điện, buộc anh ta phải ăn phần của chính mình, buộc con gái cắn anh ta. Ngày 26 tháng 2 năm 1996, Kumio qua đời vì sự tra tấn dã man. Trong khi đó, Matsunaga cố gắng tẩy não con gái của Kumio, nói rằng cô bé chính là kẻ giết cha mình, và sau đó chặt xác Kumio phi tang vứt xuống biển. Cuối năm 1996, Matsunaga tiếp tục dẫn Junko bỏ đến thành phố Kyoto và tìm đến nhà của Suzumi, một người thân của Kumo, một người phụ nữ lớn tuổi, giàu có nhưng sống độc thân. Hắn ta thuyết phục người phụ nữ này tin rằng hắn tốt nghiệp trường đại học Kyoto, là một người đáng tin. Matsunaga tự xưng là bạn của Kumo, tìm cách quyến rũ Suzumi và hứa hẹn sẽ lấy bà làm vợ. Tuy nhiên, sau khi lừa lấy của Suzumi tổng cộng 5,6 triệu yên, Futoshi cũng định ra tay sát hại nạn nhân bịt đầu mối, nhưng bà Suzumi đã may mắn thoát chết vào tháng 3 năm 1997 và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Bằng số tiền chiếm đoạt trên,
Futoshi mở một công ty xuất khẩu nhỏ ở thành phố Kyoto và kêu gọi góp vốn đầu tư. Chỉ từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 1 năm 2000, Matsunaga lại tiếp tục chiêu trò lừa đảo của mình, và lần này hắn đã chiếm đoạt số tiền lên đến 163 triệu yên. Phát hiện ra hành vi lừa đảo của Futoshi, nhiều người không những không đòi được tiền mà còn bị hắn hăm dọa. Quá sợ hãi với con người của Matsunaga, Ogata quyết định bỏ trốn khỏi người tình thủ tính vào tháng 4 năm 1997. Tất nhiên, hắn không thể để cô vợ hờ bỏ đi dễ dàng như thế. Hắn lập tức gọi điện đe dọa và tống tiền gia đình Junko, thậm chí còn giả vờ tự tử nhằm dụ Junko quay về. Junko bị lừa và quay lại tiếp tục chịu đựng mối quan hệ bạo lực. Cũng từ đây, hắn bắt đầu chuyển mục tiêu vào gia đình Junko. Sau đó, Futoshi bắt đầu theo dõi và tìm cách khống chế cả gia đình của người tình và tra tấn họ. Quá sợ hãi, gia đình của Junko đã đưa cho Futoshi 63 triệu yên với mong muốn được giải thoát. Nhưng tên sát nhân tiếp tục bòn rút tiền, trong khi hành hạ các nạn nhân gồm bố mẹ, em gái, em rể và hai đứa cháu, một trai một gái của Ogata. Đến ngày 21 tháng 12 năm 1997, Matsunaga ra lệnh cho Ogata trích điện chính người cha của mình, ông Taka Sozem, 61 tuổi, cho đến khi chết. Khi trạng thái tinh thần của người mẹ Suzumi, 58 tuổi, bắt đầu xấu đi, hắn ra lệnh cho em gái Riko, 33 tuổi và chồng Kazuya, 38 tuổi, bóp cổ mẹ Suzumi đến chết vào ngày 20 tháng 1 năm 1998. Tiếp đến, Matsunaga cưỡng hiếp Reiko, sau đó ra lệnh cho Kazuya tự tay giết chết vợ mình. Đồng thời, hắn cũng khống chế để Aiza, con gái của Reiko, giữ chặt chân mẹ mình, giống như Reiko đã làm với mẹ Suzumi. Sau khi giết chết vợ và mẹ vợ, em rể Ogata sốc nặng, mỗi ngày đều nôn mửa và đi ngoài không ngừng. Thấy vậy, Matsunaga đem nhốt Kazuya vào phòng tắm, hành hạ tinh thần và bỏ đói anh đến chết vào ngày 13 tháng 4 năm 1998. Tên sát nhân ra tay với người lớn đã đành, đến những đứa nhỏ hắn cũng không tha. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1998, Matsunaga ra lệnh cho Ogata và cháu gái Aiza giết chết đứa em trai Yuki 5 tuổi. Sau đó, cô cháu gái cũng bị hắn ta và con gái Kumio trói lại, trích điện đến tử vong. Tội ác của Matsunaga tiếp tục diễn ra vào tháng 7 năm 2000, khi hắn tiếp cận một người phụ nữ khác với chiêu bài tương tự. Tháng 10 năm 2001, người phụ nữ này đã đưa hai đứa con sinh đôi của mình cho Matsunaga và Ogata chăm sóc. Sau đó, hắn thuyết phục cô ta đưa thêm 20 triệu yên, khoảng 4,1 tỷ đồng, và nói rằng cần tiền để nuôi hai đứa nhỏ. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2002, con gái của Kumio không thể chịu nổi sự biến thái của Matsunaga nên đã quyết định bỏ trốn. Nhưng cô bị bắt ngay sau đó vào ngày 15 tháng 2 năm 2002, và tất nhiên cô gái đã bị trừng phạt bằng cách trích điện. Nhưng đến ngày 3 tháng 6 năm 2002, cô gái lấy hết dũng cảm trốn thoát một lần nữa và trình báo đối với cảnh sát về tội ác của Matsunaga. Qua ngày hôm sau, Matsunaga và Ogata bị bắt, hai đứa trẻ sinh đôi và người phụ nữ kia cũng được đưa đến đồn cảnh sát. Matsunaga và nhân tình Ogata Junko bị bắt, tuy nhiên lúc bị bắt, Ogata bị im lặng như người cầm. Mãi đến nửa năm sau khi tỉnh táo lại, không còn bị Matsunaga khống chế, Ogata mới nói, tôi đã sẵn sàng chấp nhận án tử hình. Ngược lại, tên sát nhân biến thái Matsunaga không chịu nhận tội, gã đổ hết mọi lỗi lầm đến Ogata. Nhưng cảnh sát dựa trên lời khai của con gái Kumio và Ogata để kết tội con quỷ gian xảo này. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2002, cặp đôi bị buộc tội giết người và không có án nào dành cho con gái của Kumio. Truy tìm chứng cứ và thi thể của các nạn nhân xấu số thì cảnh sát Nhật Bản cũng phải đau đầu, vì thi thể của những nạn nhân đều đã bị phi tang một cách gọn gàng và không để lại bất kỳ dấu vết nào, nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Trên phiên tòa, Matsunaga phản bác, rõ ràng gia đình Ogata ghét lẫn nhau, vì vậy họ mới có thể giết nhau một cách dễ dàng như thế và không liên quan đến tôi. Tôi không ra lệnh giết ai cả. Hầu như mọi người đều không hiểu tại sao cả gia đình Ogata đều nghe theo lời của Matsunaga. Tại sao họ lại không thể chống trả? Tại sao không cố gắng để trốn thoát? Ogata nói rằng, không thể mô tả trạng thái tâm lý lúc đó. Khả năng lớn nhất chính là việc Matsunaga tra tấn bằng cách trích điện nên đã có tác động nghiêm trọng đến tâm lý của Ogata. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2005, tòa tuyên án Matsunaga và Ogata tội tử hình bằng cách treo cổ. Sau đó, cặp đôi đã làm đơn kháng án vào ngày 26 tháng 9 năm 2007. Nhưng tòa án tối cao Fukuoka vẫn giữ nguyên bản án của Matsunaga nhưng đã sửa bản án của Ogata từ tử hình thành chung thân, vì hoàn toàn bị Matsunaga kiểm soát, khống chế và ép giết người. Còn tên Matsunaga ban đầu vẫn một mực khăng khăng không chịu nhận tội. Đến ngày 12 tháng 12 năm 2011, hắn mới nhận phán quyết tử hình. Cuối cùng, pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗi ám ảnh và sợ hãi vẫn còn đó với những người ở lại. Câu chuyện về tên sát nhân Matsunaga Futoshi đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học sâu sắc về tội phạm, tâm lý và hệ thống pháp luật, cho chúng ta biết rõ hơn về dạ tâm của một số con người. Và đó là toàn bộ vụ án về tên sát nhân Futoshi Matsunaga. Hãy theo dõi tụi mình để nghe tiếp những câu chuyện khác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!